Đây là Huawei FreeBuds 6i. Giá là loanh quanh khoảng độ tầm triệu 7, triệu 8 tại Sanfone S. Anh em có quan tâm thì tham khảo đường link bên dưới phần mô tả. Khi mà mình nhìn thấy con tai nghe này thì mình có một cái kiểu biểu cảm kiểu khó. Bởi vì sao? Ở trong tầm giá này, người dùng người ta sẽ có nhiều cái kỳ vọng hơn về một chiếc tai nghe không dây. Nó không phải tầm giá khoảng 500, 1 triệu để mà nói cái câu là giá rẻ thế nào cũng được. Nó cũng không phải quá đắt, mà cái tầm giá này nó dễ tiếp cận hơn, mà người ta lại kỳ vọng nhiều. Đâm ra là nó khó. Nó khó khi mà phải làm sao để thỏa mãn cả phần nhìn và phần nghe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ở đây để xem là 6i sẽ làm gì. Để mà nói thì cái thiết kế này không quá đặc biệt. Một cái case dạng tròn. Ưu điểm là cái màu này và cái chất liệu sơn này thì mình nghĩ là quang quật được, anh em không cần phải lo. Cho vào túi thì nó cũng mỏng nhẹ, nó cũng dễ, nó cũng không có gì gọi là quá phức tạp cả. Nó cơ bản chữ Huawei ở mặt trước, đèn thông báo trạng thái ở mặt trước, nút reset ở bên hông. Anh em mà muốn kết nối thì chỉ cần mở nắp, giữ nút reset, kết nối với điện thoại, thế là xong, đơn giản. Mình thích những cái loại mà có nút reset như thế này. Còn những cái loại mà không có nút reset nữa, dùng cứ phải lần sờ vào cái housing xong lại phải ngồi xem sớ xem mà nó viết kết nối như thế nào, cũng hơi phiền. Có cái nút reset đấy nó tiện. Housing làm theo kiểu cũng cơ bản. Được cái đáng khen là nó rất là gọn. Cái phần thân của cái tai nghe nó không bị dài quá, nó không bị to quá, nó gọn, nó bóng như thế này. Có thể là bạn nào nhiều mối tai như mình thì đeo một thời gian các bạn sẽ thấy là nó hơi trơn một tí. Thì mình tai chắc là hay phê cho nên là nó cũng ẩm nhiều. Con này thì nó màu xám, bóng. Và nó khác cái con 5i là nó có ba cái lỗ mic. Và ngoài ra nữa là mình thấy nó có một cái cảm biến tiệm cận ở phần mặt trong, để khi mà các bạn nhấc tai nghe ra cho tai nghe vào thì nó sẽ dừng play pause nhạc. Hiện tại thì nhiều sản phẩm có cái tính năng này và Huawei thì cũng không ngoại lệ. Có một cái mà mình thấy khá đáng khen là cái housing này, theo như mình thấy được hoàn thiện rất là tốt. Mặc dù là nó bóng và nó bằng nhựa hoàn toàn, khi mà mình sờ ở các cái cạnh, các cái phần kết nối ở cái housing thì mình thấy nó không có tình trạng gợn tay, nó rất là mịn. Cái cảm giác khi mình cầm ở trên tay nó rất là chắc chắn, cho vào case cũng chắc chắn. Bản lề khá là đanh và nói chung mình thấy rằng ở trong tầm giá dưới 2 triệu, đây là một chất lượng hoàn thiện từ housing đến vỏ case nằm ở mức tốt. Ở trong cái tầm giá này thì tất nhiên là sẽ đầy đủ tính năng, các bạn sẽ có chống ồn. Ở FreeBuds 6i thì sẽ có một vài chế độ khác nhau. Chế độ thứ nhất là Cozy, phù hợp cho môi trường ít tiếng ồn. General thì cho môi trường có tiếng ồn ở mức trung bình. Ultra dành cho môi trường có tiếng ồn nhiều. Còn Dynamic là chế độ nhận diện môi trường. Tức là nôm na là tùy theo xung quanh như thế nào thì nó sẽ tự động thích nghi. Chế độ mình thật sự thấy hiệu quả nhất là chế độ Ultra. Tất nhiên là khi các bạn bật lên thì nó sẽ có áp lực mà các bạn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên là nếu như các bạn cần chống ồn thì các bạn để hẳn Ultra. Còn các cái chế độ kia thì mình nghĩ là chống ồn theo kiểu thụ động, tức là kín tai là được. Chế độ xuyên âm thì nó sẽ có một cái nấc gọi là Voice Mode, các bạn có thể bật tắt cái này. Nếu mà các bạn bật Voice Mode lên thì nó sẽ cho tiếng người xuyên qua, còn nếu các bạn tắt cái Voice Mode đi mà các bạn vẫn bật xuyên âm thì nó sẽ cho tất cả các tiếng khác xuyên qua. Cái này nó sẽ hiệu quả ví dụ như các bạn đi ngoài đường, các bạn muốn nghe tiếng xe, tiếng cộ, các bạn đi bộ, các bạn không muốn bị đâm vào thì các bạn bật cái tính năng xuyên âm và tắt cái Voice Mode đi. Còn nếu các bạn muốn nói chuyện với người khác thì các bạn bật cái Voice Mode lên. Cái tiếng thì nghe nó hơi kiểu tiếng radio, nó không được tự nhiên cho lắm. Còn chất lượng mic và độ trễ thì mình sẽ test thực tế cho anh em. Huawei FreeBuds 6i có công suất đo lường cao hơn 240% so với thế hệ tiền nhiệm nhờ tính năng chống ồn chủ động thông minh ANC 3.0, cho phép tính toán sóng âm ngược của tiếng ồn trong tai nghe theo thời gian thực và gửi hướng dẫn đến driver. Ở tai nghe thì có khả năng sạc nhanh, các bạn sẽ mất khoảng độ 1 giờ là có thể sạc đầy. Cái tai nghe này thì được điều khiển bằng cảm ứng và các bạn có thể tùy chỉnh cái cảm ứng này bằng phần mềm của Huawei, custom theo cái ý muốn của bản thân. FreeBuds 6i thì còn có EQ ở trong phần mềm, các bạn có thể tùy chỉnh các profile âm thanh. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái sự khác biệt nó không rõ rệt giữa các profile khác nhau. Và ngoài ra thì Huawei cũng có nói rằng là con này có Dynamic EQ. Mình đọc thì mình hiểu là Huawei đang nói là nó sẽ tùy thuộc vào bài hát và tình huống để EQ làm sao cho nó phù hợp. Cái này thì mình không tìm thấy trong app khả năng là nó tự build sẵn và tự động hoạt động. Các bạn không có bật tắt được cái này. Về mặt chất âm thì FreeBuds 6i cho mình một cái cảm giác là giải mid và đặc biệt là giọng ca sĩ nó hơi bị boxy, nó hơi bị kiểu từ trong hộp ấy. Nó có một cái cảm giác như là nó bị phủ mờ
nó như kiểu là có một cái tấm màn nó che lên toàn bộ tất cả các giải âm từ mid, trap, bass, các thứ này kia. Nó như kiểu là có một cái tấm vải nó phủ lên cái màng loa ấy. Nghe nó không được quá sắc nét. Cái phần giải trầm thì đánh khá là nảy, punchy. Upper bass thì tương đối tốt, đánh nó có độ căng. Tuy nhiên sub bass thì mình không thấy có độ rumble và cũng như là nó suy giảm khá nhanh. Nó không thực sự là đi sâu. Và cũng như là cái phần giải mid nó bị lùi hẳn lại ra phía sau. Cái giọng ca sĩ và cũng như nhạc cụ nó không đẩy gần sát bên tai mà nó đẩy lùi hẳn ra phía sau, bởi vì nó dồn chỗ cho cái phần giải trầm nó đẩy lên. Thông thường thì có người sẽ thích. Tuy nhiên là khi mà cái giải mid này nó lại bị cái tình trạng boxy, nó đã hơi ở trong hộp rồi, nó đã kiểu không được sắc nét lắm rồi mà nó lại còn đẩy lùi ra xa, thì vô hình chung nó khiến cho mình không thực sự thoải mái. Về phần giải trap thì mình thấy nghe cũng tương đối rõ rệt. Tuy nhiên là cái texture của giải trap nó không đủ và nó không đủ sáng. Âm trường nó cũng không thực sự rộng. Và đấy là những gì gọi là cảm nhận một cách nhanh gọn về chất âm của Freebird 6i. Nôm na đây là một sản phẩm thiên nhiều hơn về mặt tính năng. Nhưng mà về mặt chất âm thì mình nghĩ rằng là cần phải có sự cải thiện. Cái ưu điểm của tai nghe True Wireless là nó có thể cập nhật được firmware. Và về bản chất nó có DSP built-in sẵn ở bên trong cái tai nghe True Wireless. Thế cho nên là nếu mà Huawei muốn fix mà muốn thay đổi cái phần chất âm làm sao mà tune lại cho nó tử tế hơn, thì mình nghĩ rằng nó có thể thay đổi thông qua các bản cập nhật phần mềm, và mình nghĩ rằng Huawei nên làm điều này. Còn lại thì Huawei Freebird 6i nó sẽ phù hợp cho mục đích gì? Những người nào mà muốn có một sản phẩm được hoàn thiện một cách tốt, cẩn thận, thương hiệu, chính hãng và có đầy đủ các tính năng mà các bạn cần, chống ồn, xuyên âm, kháng nước, các thứ này kia đều có, và nó sẽ có custom riêng biệt cho những cái tính năng này, thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái trọng tâm mà Huawei đánh vào nhiều hơn. Một lần nữa, nếu các bạn có quan tâm đến Huawei Freebird 6i thì sản phẩm này các bạn có thể tham khảo tại Cellphone S. Mức giá sẽ lên quanh khoảng độ 7,8 triệu gì đó. Và video đây là hết rồi. Hy vọng mình đã làm một video hữu ích cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.